Xin chào các bạn, hôm nay Ku Tèo lại tiếp tục chia sẻ đến các bạn 4 điều kiện cần có để chúng ta có thể cover được một bài đàn hay, hoặc chúng ta có thể đệm đàn cho người hát được hay hơn. 4 điều cần có đó là: điều thứ nhất, chúng ta phải có mẫu đệm bên tay trái phải thật là phong phú và đa dạng. Ví dụ như Ku Tèo có một đoạn nhạc ở điệu silo đi, chúng ta phải có nhiều mẫu đệm bên tay trái để chúng ta có thể đệm đoạn nhạc này cho nó mang màu sắc, tiết tấu được hay hơn. Ví dụ như chúng ta chỉ rải mỗi cái mẫu này, mẫu silo rock nha. Chẳng lẽ chúng ta cứ rải đều như vậy nguyên một bài sao các bạn? Như vậy nó sẽ làm cho bài của chúng ta sẽ rất là nhàm chán, tiết tấu nó chẳng có sự sôi nổi hay là êm dịu gì cả, không lôi cuốn được cái người nghe. Vì vậy chúng ta cần phải có mẫu đệm bên tay trái thật là phong phú và đa dạng. Ví dụ như điệu xì lô này, chúng ta có thể chập nguyên hợp âm như vậy, hoặc là chúng ta có thể rải ở trong phạm vi 5 ngón. Ví dụ như hợp âm, mình có hợp âm mi thứ nè, gồm cái nốt mì son si nè, mình sẽ rải trong hợp âm mì son si này thôi, ví dụ như vậy. Khi qua hợp âm khác cũng vậy luôn các bạn, chúng ta chỉ rải trong phạm vi 5 ngón như vậy thôi. Đó cũng là một cái kiểu đệm bên tay trái. Rồi kiểu tiếp theo, chúng ta có thể rải trong phạm vi khoảng 8 như vừa rồi các bạn. Đó, chúng ta rải trong phạm vi khoảng 8. Bây giờ chúng ta rải ra qua phạm vi hút khoảng 8 một chút xíu, chúng ta sẽ thêm một nốt ở ngoài khoảng 8, ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ chuyển ngón số 2 này qua một nốt tiếp theo ngoài khoảng 8, ví dụ như vậy. Đó là cũng là một cách rải. Hoặc là chúng ta có thể rải phạm vi ngoài khoảng 8 luôn, tức là kết hợp 2 khoảng 8. Ví dụ như mình có hợp âm này đi, rồi chúng ta tiếp tục chuyển ngón qua và tiếp tục rải của hợp âm này nữa. Ví dụ như mi thứ nè, mì, si, mi, sau đó chuyển ngón qua tiếp tục son, si, mi, nguyên hợp âm này luôn. Đó cũng là một cách rải. Hoặc chúng ta rải cũng là chuyển qua một khoảng 8 tiếp theo, nhưng mà chúng ta rải như sau. Đây cũng là một cách rải của điệu siro rock. Nói chung điệu siro rock rất là nhiều, có rất nhiều mẫu rải. Các bạn có thể tham khảo ở đường link phần mô tả video dưới, Ku Tèo sẽ để đường link ở đó, giới thiệu với các bạn tất cả các mẫu đệm của điệu silo rock. Các bạn có thể vào đó để mà tham khảo. Rồi bây giờ ví dụ như Ku Tèo có một dòng nhạc phía trên, các bạn quan sát nhé. Nếu như đánh bình thường như vậy, đều như vậy, chắc chắn nó sẽ không hay. Các bạn nghe thấy không? Nó đều, nguyên cái giai điệu. Bên tay trái chúng ta đệm cái đều, chẳng có gì gọi là lôi cuốn người nghe cả. Bây giờ Ku Tèo sẽ áp dụng mẫu đệm tay trái vào cái dòng nhạc này. Các bạn quan sát nha. Ở ô nhịp thứ nhất, chúng ta sẽ chập. Ô nhịp tiếp theo, chúng ta sẽ rải trong phạm vi khoảng 8. Và ô nhịp số 3, chúng ta sẽ rải phạm vi thêm một nốt ngoài khoảng 8. Rồi ô nhịp cuối cùng chúng ta sẽ rải phạm vi 2 khoảng 8. Kết hợp 4 cái mẫu đệm bên tay trái này vào cái giai điệu để cho nó được mà phong phú về, đa dạng về tiết tấu. Rồi mình làm thử nha. Các bạn thấy không? Có một đoạn như vậy thôi mà Ku Tèo đã sử dụng tới 4 mẫu đệm tay trái để tạo thêm màu sắc, tiết tấu cho lúc đệm cho nó được phong phú và đa dạng, lôi cuốn người nghe. Bây giờ chúng ta qua điều thứ hai, đó là kết hợp thêm nốt ở bên tay phải. Ví dụ như giai điệu của câu đó, các bạn quan sát dòng nhạc nhé. Nếu như chỉ đánh đơn thuần những nốt đơn điệu như vậy, nó sẽ không tạo được màu sắc đầy đặn cho cái bài nhạc chúng ta. Các bạn hãy quan sát vào đầu dòng nhạc phía trên. Ở đầu ô nhịp số 2, lúc này không còn là chỉ là nốt si nữa đâu các bạn, mà Ku Tèo đã thêm vào nốt rê và nốt son, và dùng kỹ thuật rải. Đó, hoặc là đầu ô nhịp số 3, lúc này không đơn thuần chỉ là nốt rê nữa, mà Ku Tèo sẽ rải thêm hai nốt ở phía dưới, đó là nốt son và nốt si. Đó, để tạo màu sắc cho nó. Và ô nhịp số 4, ô nhịp cuối cùng, Ku Tèo sẽ rải luôn nốt si, Ku Tèo sẽ thêm nốt rê, nốt son ở phía dưới rải. Và nốt la, lúc này Ku Tèo cũng thêm hai nốt ở phía dưới là nốt rê và nốt pha thăng rải cho nó, tạo màu sắc thêm về giai điệu bên tay phải. Bây giờ chúng ta đánh thử nha. Và các bạn thấy không, khi chúng ta kết hợp thêm nốt ở tay phải vào nữa thì giai điệu chúng ta đánh nghe nó đầy đặn và nó hay hơn. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba, điều cần có thứ ba đó là phần hợp âm. Ở trên thế giới này có hàng tỷ, hàng triệu, hàng tỷ bài hát. Làm sao để mình nghe hết được các hợp âm, nhớ được hết các hợp âm được? Thì Ku Tèo sẽ để cái đường link ở phía dưới hướng dẫn các bạn cách nghe và phân biệt màu hợp âm. Khi các bạn nghe và phân biệt được màu hợp âm, tự nhiên các bạn sẽ có cảm giác tới chỗ đó mình sẽ đặt hợp âm gì, để đặt hợp âm gì cho nó hay. Không cần phải nhớ nữa các bạn, làm sao nhớ hết nổi. Vì vậy chúng ta cần phải luyện nghe hợp âm, nghe được màu của hợp âm thì chúng ta mới đệm đàn hay được. Ku Tèo sẽ để đường link ở phía dưới phần mô tả video, phần luyện nghe hợp âm, các bạn vào đó để tham khảo nhé. Các bạn muốn bài cover của mình được hay hơn, hoặc là chúng ta đệm hát được hay hơn, chắc chắn phần hợp âm chúng ta không thể nào thiếu được. Các bạn quan sát dòng nhạc phía trên nhé. Ví dụ Ku Tèo có hợp âm là mi thứ 7 nè, đô major 7 nè, son 9 nè, rê 9 nè. Bây giờ nếu như mình không đánh với hợp âm đó, mình chơi hợp âm bình thường thôi, ví dụ như mi thứ, đô trưởng, son trưởng và rê trưởng thôi, thì các bạn nghe hiệu quả âm thanh thử nhé. Các bạn nghe không? Cái hòa âm của nó không có màu sắc, không tạo được cái màu sắc cho giai điệu chúng ta. Chúng ta cần phải thêm phần hòa âm, tạo màu sắc cho nó. Ở chỗ đó, ví dụ như Ku Tèo sẽ sử dụng hợp âm mi thứ 7 nè. Rồi đô thì Ku Tèo sử dụng đô major 7. Chỗ son trưởng Ku Tèo sử dụng son 9. Và chỗ rê trưởng Ku Tèo sử dụng rê 9. Bây giờ mình nghe hiệu quả âm thanh thử nha. Là mi thứ 7 nè, đô major 7 nè, son 9 nè, rồi rê 9 nè. Bây giờ mình áp dụng cái hợp âm nó thử nha các bạn nha. Các bạn nghe rõ ràng cái màu hòa âm nó tạo cho giai điệu chúng ta nghe nó hay hơn, nghe nó mênh mông du dương hơn rất nhiều. Vì vậy cái phần hòa âm này rất quan trọng khi chúng ta cover một bài hát hoặc là chúng ta đệm hát. Nó tạo màu sắc cho phần hòa âm nền cho bài hát rất là hay các bạn, rất hiệu quả. Chúng ta qua điều tiếp theo, điều cuối cùng cũng là điều khó nhất, đó là sắc thái. Sắc thái là sao? Chúng ta sẽ nhắc đến việc to nhỏ, hoặc là mạnh nhẹ, hoặc là nhanh chậm. Ví dụ chúng ta đánh đều. Các bạn nghe xem, âm thanh, âm lượng, tốc, tiết, tấu, nhịp nhanh chậm gì trời ơi nó đều rang hết trơn, nghe nó không tạo được sự cuốn hút với người nghe. Để tạo được cái sự cuốn hút của người nghe, chúng ta nên đưa sắc thái vào. Ví dụ như nhanh, nhập nhanh chậm, mạnh nhẹ. Ví dụ như chỗ này nha. Các bạn thấy đó, độ nhanh, độ chậm có, độ to, độ nhỏ có. Lúc đó nó sẽ lôi cuốn người nghe đi theo cái cảm xúc âm nhạc của chúng ta rất là dễ. Còn như đánh đều, đảm bảo các bạn sẽ không thể nào mà lôi cuốn cái người nghe được. Đánh đều rang mà sao nghe được. Nó không có cảm xúc đó các bạn. Vì vậy các bạn nên chú ý điều này rất là quan trọng nhé. Đó là 4 điều mà Ku Tèo muốn chia sẻ các bạn để có được một bài cover hay và một bài đệm hát hay. Các bạn hãy cố gắng tập luyện, nhớ là tham khảo thêm các mẫu đệm bên tay trái mà Ku Tèo sẽ để ở đường link ở phía dưới phần mô tả video. Nếu các bạn thấy kiến thức Ku Tèo chia sẻ bổ ích, hữu ích, các bạn hãy nhấn like, nhấn đăng ký kênh Ku Tèo Piano. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.